kèo này là thơm nhất trong năm luôn đó, đẹp 400% là phải có mùi thơm mới chịu nha. Cô chú anh chị biết đây là cái dòng gì không? Thinbad X1 Yoga Gen 6 cực kỳ đẳng cấp luôn. Nhưng mà em nói bây giờ nó đã trở về một cái mức giá gọi là không tưởng anh chị, 19 cũ thôi, mới new siêu 100% à. Em Cường hy sinh nha, mà những cái chiếc máy này á, em Cường đã đưa về một cái mức giá yêu này rồi thì anh chị vui lòng cho em Cường giảm 300.000 khi mà mở hộp thôi nha, chứ 500.000 là coi như em Cường mất lời luôn. Core i7 nha, RAM 16, ổ cứng 512GB, new siêu nè anh chị. Đó, new siêu hai lớp ha. Rồi em xé cái siêu này, này là siêu trong ha, cái kia là siêu ngoài. Dòng máy này đặc điểm của nó là thiết kế cực kỳ thanh tú luôn anh chị, và đẹp ha. 2N1 à, có viết luôn anh chị, Ben đây. Rồi xoay gập 2N1 à, đây muốn gập thì gập nè. Mình có thể sử dụng như một chiếc tablet luôn, hoặc là mình dùng như một chiếc laptop bình thường không sao cả. Ây, nó hơi bụi ha, nó là bụi giấy thôi, không phải là bụi sử dụng đâu nha. Đây, new siêu, còn nguyên siêu, nguyên điều kiện đấy anh chị thấy chưa. Đó, tất cả những cái gì mà em Cường nói trên đây là đều chuẩn chỉ 100%. Em không có dám nói trật. Trời ơi, đưa giữa bàn dân thiên hạ mình đi nói trật một cái, anh chị vô phốt em chết, đúng không? Bởi vậy em nói những cái chiếc máy này nè, em kêu hời là nào, phải hời thiệt. Còn mình nếu mà nó không hời mà em nói hời á, anh chị biết nghề vô cười em chết, đúng không? Core i7 thế hệ 11, RAM 16, ổ cứng 512GB, màn hình cực sắc nét luôn, có cảm ứng nha anh chị, chắc chắn rồi. Những cái con máy mà 2N1 là con nào cũng phải xài viết, xài cảm ứng được hết. Đặc biệt dòng này nó có tích hợp luôn sẵn Ben cho mình. Rồi em Cường không bàn nhiều nữa, anh chị xem giúp em Cường cái mẫu của em nó nè, đầy đủ các cổng kết nối luôn, nhôm nguyên khối nha anh chị, à cực kỳ sang chảnh luôn. Và bền nha, ThinkPad thì em không cần phải nói nhiều nữa rồi, anh chị nào đang sử dụng ThinkPad thì em chắc là không thể nào qua một cái dòng máy khác được nữa.